Giờ mình sẽ tháo cái ghế phụ này bưng ra ngoài, xong rồi mình lột cái tấm này lên mình làm cho nó dễ. Thì tháo cái ghế phụ này mình thấy có 4 ốc, phía trước 2 con, đây 1 con, bên đó 1 con, phía sau cũng có 2 con như vậy. Thì giờ mình sẽ mở 4 ốc này ra trước rồi bưng cái ghế ra. Thì ốc này ốc là 12, mình cần cái chìa khóa 12 nha. Ốc này là ốc cố định ghế cho nên rất là cứng. Rồi giờ mình lấy máy mình bắn ra mấy ốc này nha. Phía sau còn 2 con nữa. Con nằm đây. Con nằm trong đây nữa. Này nó hơi bị kẹt. Rồi giờ mình muốn giải quyết triệt để luôn cái ẩm ướt với mùi hôi với vệ sinh sạch cái sàn luôn. Chỗ nào mà xét thì mình sơn lại luôn cho một lần luôn. Thì giờ mình sẽ mở tiếp ghế lái ra. Còn cái băng ghế sau này thì mình cũng mở ra luôn. Thì ghế lái nó có 4 ốc giống như bên phụ thôi. 4 ốc trước sau. Mình sẽ vặn giống như hồi nãy vậy. Rồi có ốc của dây an toàn. Thì cũng phải mở ra luôn mới lấy tấm da ra được. Rồi băng ghế sau này thì mình sẽ lật nó lên. Thì chúng ta nắm phía trước này dở lên. Đó. Nắm phía trước này dở lên. Dở lên cho nó nghiêng. Nghiêng này chúng ta mới nắm bên trong này chúng ta lật lên. Đó. Để chúng ta cho xem cái phần bên trong chỗ này bơm xăng. Bơm xăng. Sẵn này chúng ta sẽ vệ sinh sạch cái này. Lấy tấm nỉ này ra. Và sau khi chúng ta lật cái băng sau lên rồi á, thì chúng ta bưng luôn cái băng sau ra luôn. Thì ở đây nó có cái móc. Bên kia cũng có cái móc. Thì chúng ta nắm. Chúng ta đẩy này mạnh lên. Đó, đẩy nó bung ra. Bên này cũng vậy. Chúng ta nghĩ nó bung ra. Rồi. Rồi, lắc trên cái băng sau. Rồi, sau khi mình bưng cái băng ghế sau ra là trống lóc trống lơ rồi. Lát mình vệ sinh hút bụi cái phần này luôn ha. Còn cái này mình nắm mình dở ra thôi. Chắc phải mở thêm cái này nữa. Rồi nắm cái này rút. Giờ mình gỡ cái băng ghế lái ra có mấy ngóc. Mình dặn ra. Này chìa khóa 12 ha. Khóa 12. Này cũng vậy, khóa 12 dặn ra. Hai con. Trước còn 2 con nữa. Này. Còn nữa. Trong kia cũng còn 1 con. Rồi. Tổng cộng 4 con.
Rồi sau khi mình kháo mấy ốc, bốn ốc ra rồi, nhưng mình ra mình bưng cái ghế ra ngoài. Vậy bằng cái sau đây thấy có một con ốc, bên đây có một con nữa, thì giờ mình mở hai con này ra nữa là mình ginh cái băng ghế này ra. Khiên cái băng ghế này ra nữa là coi như trống.